Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZ Fin Việt Nam. Như chúng ta đã biết, dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên toàn cầu và không ít các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh này. Chính vì thế, hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn về một cái cổ phiếu mà có bị tác động bởi COVID-19, đó chính là cổ phiếu VicoStone. Thì ở trong clip này thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một cách đầy đủ, rõ ràng về thực trạng của doanh nghiệp này, cũng như là định giá cổ phiếu VicoStone này liệu có hấp dẫn cho quý vị và các bạn đầu tư hay không. Trước tiên, về nội dung chính hôm nay gồm có 5 phần. Đầu tiên là tổng quan về VicoStone, thứ hai là lợi thế cạnh tranh của VicoStone, thứ ba là phân tích báo cáo tài chính và định giá cổ phiếu VicoStone, thứ tư là những rủi ro lưu ý khi chúng ta đầu tư vào cổ phiếu VicoStone, và cuối cùng kết luận và đưa ra khuyến nghị đối với cổ phiếu VicoStone này như thế nào. Trước tiên là tổng quan về VicoStone, thì tên mã chứng khoán đó là VCS, thì công ty này đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với khối lượng cổ phiếu là 160 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ là 1.600 tỷ. Và đây là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đá thạch anh cao cấp ạ. Thì đây là các cái sản phẩm của VicoStone. Thì những cái sản phẩm này đều là những sản phẩm cao cấp hàng đầu thế giới ạ. Thì VicoStone là một doanh nghiệp có cái kết quả kinh doanh rất hiệu quả, và có thể nói rằng là một trong doanh nghiệp hiệu quả nhất Việt Nam trong 5 năm qua. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ, doanh thu trong vòng 5 năm qua đã tăng gấp 2 lần và lợi nhuận thì tăng gấp 3 lần, rất là cao. Bên cạnh đó thì cái tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu và các chỉ tiêu khác cũng rất hiệu quả. Tiếp theo thì tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn về cái lợi thế cạnh tranh của VicoStone. Thì đây là một trong những công ty hiếm hoi của Việt Nam có thương hiệu toàn cầu. Cụ thể là VicoStone là cái thương hiệu đá thạch anh cao cấp đứng thứ 3 thế giới. Tiếp theo, lợi thế thứ hai đó là VicoStone về cơ bản đã chuẩn bị cho mình được cái lợi thế là chủ động nguyên liệu gần như toàn bộ khi mà đưa cái nhà máy Fenanca Huế vào hoạt động. Và đặc biệt cái lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của VicoStone, chúng tôi cho rằng đó chính là cái đội ngũ nghiên cứu và phát triển của công ty rất mạnh. Nhiều người cho rằng VicoStone trước đây chỉ lợi thế nhờ được độc quyền các cái thiết bị máy móc sản xuất ở đá thạch anh cao cấp, nhưng đó là nhận định hoàn toàn sai lầm, bởi vì như chúng tôi nghiên cứu và tìm hiểu được biết rằng công ty này cực kỳ chú trọng đến việc đầu tư cái đội ngũ nghiên cứu phát triển rất mạnh. Bởi vậy họ đưa ra được các cái sản phẩm rất là chất lượng, mẫu mã đẹp, và đặc biệt nữa là rất khó có thể bắt chước được ngay cái loại này ạ. Tiếp theo là tôi sẽ đi đánh giá về phân tích báo cáo tài chính của VicoStone. Trước tiên thì chúng ta cùng vào nhìn cái sức khỏe tài chính của công ty này, thì chúng tôi cho rằng là khá tốt. Nguyên nhân đến từ một cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của công ty có thể thấy là giảm dần qua các năm, và hiện nay chỉ quanh ở mức 50% thôi. Tức là quý vị có 100 đồng vốn chủ sở hữu chẳng hạn thì chỉ vay nợ có 50 đồng. Thế do đó nó khá an toàn, và đặc biệt an toàn đối với một doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh rất cao. Tiếp theo, về tỷ lệ chiếm dụng vốn của công ty thì có hơi đáng ngại một chút do tỷ lệ này khá thấp. Tuy nhiên, chúng tôi nhìn nhận thấy rằng do VicoStone cơ bản đã chủ động rất nhiều nguyên vật liệu, thế thành ra họ sẽ chiếm dụng được ít hơn. Bên cạnh đó thì công ty này hoạt động trong cái lĩnh vực chủ yếu là xuất khẩu ra các cái nước phương Tây. Do đó cái việc bị chiếm dụng gần như là tất yếu. Chính vì thế cho nên chúng ta cũng cần phải theo sát cái yếu tố này và để đánh giá một cách chính xác nó hơn. Và một điều rất đáng chú ý của VicoStone đó là công ty này là một trong những công ty trả tiền cổ tức bằng tiền mặt lớn nhất Việt Nam và đều đặn. Thì chúng ta có thể thấy trong từ năm 2014 đến 2019, tuy công ty này có tăng trưởng lợi nhuận gấp 3 lần, doanh thu hơn 2 lần, nhưng mà nó vẫn có thể trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ rất cao, 3.000 đến 6.000 một cổ phiếu một năm. Tiếp theo, về kết quả kinh doanh của VicoStone thì bị ảnh hưởng bởi Covid cũng khá nặng. Chúng ta có thể thấy 6 tháng đầu năm 2020, về cơ bản doanh thu giảm có 1,23% thôi, và
chủ yếu giảm mạnh ở trong cái quý 2 năm 2020 do Mỹ, bên Mỹ họ đóng cửa rồi là họ giãn cách xã hội, khiến cho cái việc xuất khẩu sang đó trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế quý 2 giảm khá mạnh cho dù quý 1 vẫn còn tăng trưởng. Và lợi nhuận gộp thì giảm 9,10%, lợi nhuận dòng thì giảm mạnh nhất là giảm 16,27%. Thì như chúng tôi đã trao đổi, đó là nguyên nhân do Covid. Và chúng tôi cũng cho rằng trong 6 tháng cuối năm, khả năng cao VicoStone vẫn tiếp tục bị giảm lợi nhuận do cái nhu cầu của thị trường Mỹ và các nước châu Âu, Úc sẽ giảm bớt bởi sự khó khăn từ cái dịch bệnh này. Tiếp theo là về cái đánh giá về dòng tiền của VicoStone, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái công ty có dòng tiền thuộc dạng tốt nhất Việt Nam với cái cổ tức rất cao. Thì dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dương nhiều năm liên tục và dương rất lớn. Nguyên nhân đến từ công ty này đã có cái lợi nhuận kinh doanh rất tốt và nó mang lại dòng tiền rất tốt. Và thứ hai nữa là về dòng tiền từ hoạt động đầu tư, thì chúng ta có thể thấy công ty này những năm gần đây có âm nhưng không lớn lắm. Nguyên nhân là do VicoStone cũng liên tục mở rộng, nhưng mà công ty này mở rộng các cái nhà máy thì nó cũng không đáng kể lắm. Bởi vì bản chất của VicoStone thì thực sự đầu tư cố định không phải quá lớn. Và tiếp theo, cái dòng tiền từ hoạt động tài chính của công ty âm lớn qua các năm rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc công ty trả cổ tức rất cao cho cổ đông. Bên cạnh đó là có trong đó có một số năm thì công ty cũng đã trả bớt cái nợ vay của mình. Từ đó có thể thấy rằng đây là một trong những công ty có dòng tiền tốt nhất cũng như cổ tức cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng đánh giá cái kết quả kinh doanh của VicoStone trong năm 2020 và những năm tới. Thì chúng tôi cho rằng do tác động của Covid-19, lợi nhuận sau thuế của VicoStone năm 2020 có thể giảm hơn 20% về mức 1.100 tỷ, thậm chí dưới 1.100 tỷ. Thì EPS tương ứng quanh khoảng mức 7.000 đồng đến 7.100 đồng một cổ phiếu. Tức là với giá hiện nay khoảng hơn 60.000 thì PE đâu đó khoảng độ 8.8 lần đối với cổ phiếu này. Tiếp theo, từ năm 2021 đến năm 2022 thì chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh của VicoStone có thể trở lại trung bình và tăng trưởng từ 10 đến 20% một năm. Và cái việc tăng trưởng của VicoStone này cao hay thấp thì phụ thuộc rất nhiều vào cái diễn biến dịch bệnh có sớm bị được dập hay không. Nếu nó vẫn tiếp tục diễn ra rất phức tạp thì chúng tôi cho rằng rất khó có thể tăng trưởng cao được. Còn nếu mà dịch bệnh sớm được kiểm soát ở các nước phương Tây thì chúng tôi cho rằng VicoStone hoàn toàn có thể lấy lại cái mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khoảng độ 20% một năm từ 2021-2022 trở đi. Dựa vào những cái đánh giá và dự báo trên thì chúng tôi sử dụng 3 phương pháp định giá đối với cổ phiếu VicoStone này. Trước tiên là phương pháp chiết khấu dòng tiền đến với cổ đông. Thứ hai là phương pháp chiết khấu cổ tức. Thứ ba là phương pháp P/E, không phải P/B đâu ạ, P/E ạ. Từ các phương pháp này thì chúng tôi đưa ra cái giá hợp lý của cổ phiếu VicoStone khoảng 79.683 đồng. Tức là cao hơn so với mức giá hiện tại trên sàn là khoảng 17.000 đồng, tương ứng với khoảng độ 22%. Và tiếp theo, vậy thì VicoStone định giá thì cũng tương đối hấp dẫn như vậy, nhưng mà nó có rủi ro gì không? Thì chúng tôi cho rằng VicoStone thì cũng không ít rủi ro, có không ít rủi ro. Thì thứ nhất là rủi ro lớn nhất hiện nay chúng tôi cho rằng đó là kinh tế thế giới đang rơi vào khủng hoảng và cầu cái sản phẩm hàng hóa không thiết yếu sẽ bị giảm mạnh. Thứ hai là VicoStone phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu sang phương Tây, chiếm tới hơn 90%. Thứ ba là nội địa tiêu thụ rất chậm do giá thành của VicoStone rất cao. Chúng ta có thể thấy là mỗi một mét đá của VicoStone có giá lên đến 2 đến 3 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Thế do đó là cái thu nhập của người dân Việt Nam cơ bản là chưa có nhiều người có thể tiếp cận được với sản phẩm này. Bên cạnh đó thì VicoStone cũng phải gặp sự cạnh tranh rất gay gắt từ hàng giá rẻ đến từ Trung Quốc. Và thứ tư là cổ phần của VicoStone chúng tôi cho rằng như vậy là quá tập trung vào một cổ đông lớn, đó là Fenanca. Thế thành ra là chúng ta cũng rất cần phải chú ý đến cái việc này.
Và từ những cái phân tích đánh giá trên thì chúng tôi đưa ra các cái quyết kết luận và khuyến nghị như sau. VicoStone là một cổ phiếu tốt, tuy vậy cũng tiềm ẩn rủi ro không nhỏ. Thứ hai là đây là một doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh rất cao với cổ tức tiền mặt rất lớn, tương đương với khoảng gần 10% so với giá thị trường hiện nay. Thứ ba là VicoStone xứng đáng là một trong 69 doanh nghiệp tốt nhất trên sàn, đáng để chúng tôi phân tích đánh giá, đưa đến quý vị và các bạn tham khảo. Và chúng tôi khuyến nghị rằng quý vị và các bạn có thể mua cổ phiếu này nhưng với những nhà đầu tư dài hạn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn một chút so với các cái cổ phiếu trước chúng tôi phân tích. Thì trên đây là những cái đánh giá của chúng tôi về cổ phiếu VicoStone cũng như khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VicoStone này. Thì chúc quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả. Và quý vị và các bạn nếu có muốn trao đổi sâu hơn về cổ phiếu VicoStone này thì hãy comment ở phía dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị và các bạn tốt hơn. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip tiếp theo.